Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu để cho mọi người xem và lựa mua. Hôm nay sẽ có cần như là cần tay ráp khúc này, cần lục này, bạc bãi này, súp á, ai su khoan lớn, ai su khoan nhỏ, cần interline dây trong, cần tay máy phụ, vân vân và vân vân nhé. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cây cho mọi người xem. Đầu tiên là cây cần cần tay ráp khúc của Olympic. Cần tay ráp khúc của Olympic nha mọi người. Cần này cần carbon. Carbon. Cần tay ráp khúc này cần này là 6 lóng nha. Ráp khúc 6 lóng. Đẹp ok nha mọi người. Đấy, này, lóng này. Này là đọt nhé, lóng đẹp hết, ok, mình không ráp vào nữa, trưng lên như thế này cho mọi người xem thôi, đấy, đấy, bộ cần này dài 5,5 m, thu vào 1,1 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 310 g, giá là 900 nghìn. Số 1 900. Số 2 tiếp tục là một cây cần tay ráp khúc Olympic. Còn tay ráp khúc Olympic cũng kiểu như cây kia, nhưng mà cây này size nhỏ hơn, thì cây này chỉ có 5 lóng thôi nhé, 5 lóng thôi. Đấy, ok nha mọi người. Cái này có 5 lóng thôi. Đấy, Olympic nha mọi người, Olympic carbon, chất liệu là carbon nhé. Đấy, cần này dài 4,8 m, thu vào 1 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 200 g, giá là 850 nghìn. Số 2 850 nghìn. Số 3 là một cây cần 3 khúc. Cần 3 khúc Alpha Tac nha mọi người, Alpha Tac Made in Korea này, Made in Korea nhé. Đây. Đấy. Đây. Chất liệu carbon nha. Cứng 30. Cứng 60 chứ, cứng 60 dài 3,3 m nhé. Cứng 60 dài 3,3 m. Đây mình cho mọi người xem các khoang của nó đây. Không ráp rồi nữa, vướng víu với lại nó lâu lắm, mình chỉ để cho mọi người xem chi tiết như thế này thôi. Đấy, ok, đọc mình uống thử đọc cho mọi người xem nhé. Đấy. Ok, cái cần này dài 3,3 m, thu vào là 1,17 m, đọc là 2,2 ly, cân nặng là 380 g, giá của nó là 680. Số 3 680 nghìn. Số 4. Đây, số 4. Cây carbon 4,2 m. Cây này thì câu lục bạc bãi dùng được người. Bass Fuji FX7. Đấy. Hoàn hình thì nó hơi bị xước xát tí, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha mọi người. Đấy. Chất liệu carbon. Khoang này. Đấy, dàn khoang của nó. Nhìn vẫn thấy ok nha mọi người. Nhìn vẫn ok nhá. Lóng này. Đọc này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Đấy. Cái cần này dài 4,2 m, thu vào là 1,16 m, đọc là 2 ly, cân nặng 360 g. 360 g nhé. Đây này cái số 4. Số 4, 690 nghìn. Số 5 là một cây cần Shimano. Cái cần Shimano 2 khúc này. Shimano 2 khúc nhé. Đây cho mọi người xem. Cái cần này 2 khúc 2,7 m, Bass Fuji này. Đấy. Đây khoang của nó đây.
Dạ 2m7 nhé. Cần này thì cao mấy ngang nha mọi người. Đấy, này đọt của nó này cứng đừ luôn. Đấy. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 1m4, đọt là 2 ly, cân nặng 240g nhé. Cái này cây số 5. Số 5. 890.000. Số 6. Số 6 là một cây cần Shimano. Đấy. Top position. Shimano Bass Fuji này. Cần này cần Interline dây trong 3 khúc nha mọi người. Interline dây trong 3 khúc. Đây. Cứng 50, dài 3m3. Đấy, Interline dây trong. Ok. Interline dây trong 3 khúc nhé. Ok. Cần này dài 3m3 này, thu vào là 1m18, đột 2,5 ly, cân nặng là 280g. Đây này cái số 6. Số 6 900. Số 7 tiếp tục một cái cần Suzumi, cứng 80, dài 3m1. Cái cần này cần Interline dây trong luôn nhé. Đây, dài 3m1 này, thu vào là 1m14, đọt 3 ly, cân nặng 360g, giá của nó là 890.000. Đấy, bát của nó đây, bát vặn nhé. Cần Interline dây trong mà rút nha mọi người. Đây, chất liệu carbon nhé, nãy giờ cần đều chất liệu carbon hết nha mọi người. Tất cả cần lúc nãy giờ chất liệu carbon hết. Đây. Đây, rất là cứng nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đấy. Đây này cái số 7. Số 7 nhé. Số 7 giá 890.000. Số 8, số 8 là một cây cần Daiwa. Số 8 là một cây cần Daiwa dài 3m1. Thu vào là 1m13, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 320g, giá của nó là 1,6 triệu. Nó là made in Japan, ghi thẳng ra luôn. Cứng 80, dài 3m1 nhé. Đây, HJ IL gì đây. Đấy, bát. Ok. Interline dây trong nha mọi người. Interline dây trong. Đấy. Này, dây trong rút nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy. Như mình đã giới thiệu, dài 3m1, thu vào 1m13, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 320g. Đấy, cây này cây số 8. Số 8 1,6 triệu nha. Số 9 là một cây cần tay máy phù của thằng gì đây, Chukyo, Chukyo nội địa Nhật nha mọi người, dài 3m6. Dài 3m6. Đây. Đọt trên này thì nó bị gãy một đoạn một tí thôi nha mọi người. Đây, nó bị gãy một tí thôi, không ảnh hưởng gì máy đâu. Đo ra vẫn cỡ 3m6 à. 3m57, 58 rồi. Đấy. Một lóng. Khoan còn ok nha mọi người. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng nha, bốn lóng. Bốn lóng nha mọi người. Bass Fuji FS6 này, cần dài 3m6, thu vào là 1m07. Đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 9. Số 9 380. Số 10 tiếp tục là một cây cần Daiwa Interline nha. Daiwa Interline 3 khúc nha mọi người. Đấy, Daiwa Interline 3 khúc. Đấy. Chất liệu carbon nhé. Chất liệu carbon. Cứng 30, dài 3m5.
cứng 30, dài 3,5 m nhé. Ok. Đây. Mình rút đọt là mình uống cho mọi người xem. Cứng 30, dài 3,5 m nhé. Ok. Cần dài 3,5 m, thu vào là 1,24 m, đọt là 2 ly, cân nặng 380 g, giá 950.000. Cây cần số 8, 9, số 10. Số 10 nha mọi người. Số 10, 950.000. Số 11 là một cây cần súp hay là đây. Súp nha mọi người. Đây, Daiwa. Daiwa. Chất liệu carbon nha mọi người. Chất liệu carbon, Bass Fuji. FPX D20 này. Đấy. Cây này thì xuất xứ là Taiwan, xuất Nhật nhé. Đấy. Lua này. Đây, cây này lua được này. 5 đến 30 gram này, live 8 đến 20 gram này. Đấy. 8 đến 20 LB chứ lận. Đây. Cross carbon. Đấy. Pacific Phantom X. Đấy, khoang của nó. Dàn khoang thì sơn nó hơi bị tróc tróc thôi chứ còn nó vẫn ngon nha mọi người. Đây, khoang Fuji, không bị đứt gãy gì cả. Hơi bị tróc tróc sơn một tí thôi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng. Ba lóng nha mọi người. Đấy, cái nắp vặn chân cần người ta thay cái nắp xu rồi nè. Cái cần này dài 3 m, thu vào là 1 m 1, đọt là 2 ly, cân nặng là 220 g, giá là 740.000. 740.000. Cây này cây số 11. Số 12, tiếp tục một cây súp ISO khoan lớn là gì, gọi cây này ra cũng được. Cứng 15, dài 3,6 m, made in Korea, xuất Nhật nha mọi người. Đấy, cây Shimano Bass Fuji FX7. Dàn khoan của nó này. Đấy. Khoan đầu bu còn ok. Đầu bu chỉ có chỗ này nó bị tục này, bị tục người ta cột lại này. Thấy chưa, ok rồi chứ. Cột cứng ngắt rồi, không ảnh hưởng gì mấy đâu nha mọi người. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 2 ly, cân nặng là 240 g. Cái này số 12, 12, 730.000. Số 13, tiếp tục một cây cần Daiwa súp ISO khoan lớn được. Đây, ISO khoan lớn súp. Đây. Cứng 20, dài 3,6 m nha mọi người. Cứng 20, dài 3,6 m, made in Korea, xuất Nhật nha. Bass Fuji FX7. Này, khoan của nó. Cái này người ta thay đọt rồi mọi người ơi. Thay đọt rồi. Đọt mà người ta thay cái đọt thủy tinh nè. Đây, đọt đặc nha. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng. Ok. Khoan thì có cái này bị nứt rồi nè. Đấy, còn mấy cái khoan này người ta thay đọt, người ta thay luôn mấy cái khoan này rồi. Đấy. Cần này dài đây, mắc cái nắp vặn chân cần nữa, mắc cái nắp vặn chân cần, người ta chế cái nắp chụp người ta đẩy vào này. Dài 3,5 m này, 3,6 m mà người ta thay đọt rồi, giờ còn 3,5 m thôi. Thu vào là 97 cm, đọt 0,9 ly, cân nặng 260 g. Giá cái này cái số 13. 13, 540.000. Số 14. 14. Tiếp tục là một cây cần Interline.
Interline Daiwa. Interline Daiwa nha mọi người. Cứng 80 dài 3m1. Cứng 80 dài 3m1. Dài 3m1 này thu vào 1m13, độ 3,7 ly, cân nặng 360g. Giá của nó là 890. Đấy, bát của nó, bát vặn nha. Đây. Interline rút nha mọi người. Interline cần rút nhé. Đấy, rút 3 khúc. Đây. Rất là cứng nhé. Ok. Đá đầy đủ. Đây. Cái cần này cần số 14. 14, 890.000. Số 15 là một cây cần tay trợ máy Shimano. Cần tay trợ máy Shimano Bass Fuji Stanley LS6 này. Đấy. Cần này zoom được, zoom 4.3, 5.3. Zoom 4.3, 5.3 nhé. Okay. Này, cái đoạn zoom của nó chỗ này này, thấy chưa? Đoạn zoom chỗ này này. Không zoom thì mình thu lại, mình dùng ngắn thôi. Đấy. Khoan nó còn ok nha mọi người. Khoan nó còn ok. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng. Năm lóng đây. Cái cần này á, thì đọt nó bị gãy khoảng cỡ 10 phân rồi, nên nó chỉ còn 5m2 với 4m2 thôi. Đấy, thu vào là 1m06, đọt 0,7 ly, cân nặng 180g. Phía dưới chân cần đây nè, phía dưới chân cần này nó bị nứt như thế này, nứt một tí thôi. Đây, như thế này. Này nó không ảnh hưởng gì nhá mọi người. Dưới chân cần này thì không có ảnh hưởng gì, chẳng qua người ta để là đạp trúng nó hơi bị nứt thôi. Đây, không sao cả nhá. Phía trên này không bị gì nè. Đấy. Nhá. Ok. Cái này mình để với giá 690. Cái này cây số 15. 15. 690. 15 690. Năm 690.000. 16 là một cây cần Olympic. Đây, cần này cũng chất liệu carbon nhé. Cũng chất liệu carbon, dòng Century của Olympic này. Blackpink Spin 3m. Đây. Bass Fuji FS6, cái cần này thì đây. Cái đầu bu nó bị tục nên người ta cọc nha mọi người. Đầu bu bị tục người ta cọc này. Cọc người ta dán keo lại luôn. Đấy, khoan. Dàn khoan này, chỉ có cái này là bị nứt thôi. Chỉ có một cái khoan này bị nứt thôi nha mọi người. Đấy, khoan Fuji. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Cái cần này dài 3m, thu vào 1m12, độc là 2,1 ly, cân nặng 180g. 180g. Cây này đi lua được đây. Cây này lua được giá 490. Cây này cây số 16. 16, 490. Đấy. Cây này câu súp cũng được mà lua cũng được nha mọi người. Số 17 là một cây cần Siamat. Này, Siamat. Cần này thì mắc cái nắp vặn chân cần rồi. Đấy, mắc cái nắp vặn chân cần rồi. Nó dài 3m3 mà nó bị gãy một tí đột. Đột nó bị gãy một đoạn nhé. Thành ra nó còn có 3m2 à. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Khoan này thì mình xem như hết nha mọi người. Khoan này thì mình xem như hư hết nhé. Đấy. Cần này chất liệu carbon đó nhé. Độ cứng 20.
dài 3m3 nhưng mà nó bị gãy có 10 phân đọt rồi, thành ra nó chỉ còn 3m2 thôi, thu vào 1m15, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 210 gram. Cây này cây số 17 380 nghìn. Số 18 là một cây cần Daiwa, cần Daiwa này. Cần này dài 7m3 đấy, nguyên bản của nó dài 7m3, bát của nó này, bát Daiwa Titanium này, Titan này nha, bát Titan luôn, xịn mà cố này. Đọc số 2, cần này cần cần tay trợ máy nha mọi người, cần tay trợ máy, tay trợ máy này. Ok, đọc này, 1 lóng khoan còn ok nha mọi người, 2 lóng đây này. Lóng số 3 chỗ này nó bị nứt về, mọi người gia cố bằng bằng dây nhựa và mọi người quấn lại xong mọi người nhỏ xíu keo nữa, chứ không ảnh hưởng gì máy đâu nha mọi người, quấn lại thôi, quấn nhựa lại nó giữ lại thôi đấy. 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng đấy, 7 lóng nhé. Đây, cần này còn dạ 7m1, thu vào là 1m18, đọt 0,7 ly, cân nặng 260 gram. Nó bị mắc cái nắp tặng chân cần nhé, cái nắp tặng chân cần. Cây này cây số 18 790 nghìn. Mắc cái nắp tặng chân cần mình phải dán lại để cho nó không cục cái lóng nha mọi người. Số 19 là một cây cần tay carbon dài 2m7. Cây cần này thì người ta thay đột này, hai đọt rồi, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng tất cả, mà hai lóng gốc là nguyên bản, còn cái lóng trên này không biết có phải người ta thay không, nhưng mà đều thay bằng carbon hết nha mọi người, đấy, thay bằng lóng carbon hết, đấy, thì thôi cái cần này mình bán rẻ, dài 2m7, thu vào là 86 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60 gram, cây này cây số 19 150 nghìn. Số 20, một cây cầm club ten carbon 3m nhé, ISO khoan nhỏ này, ISO khoan nhỏ này. Đấy, cái cần này khoan thì ok hết, khoan thì ok hết nha mọi người, chỉ có cái đầu bu là nó bị bung này, thấy chưa, đầu bu nó bị bung, về mọi người thay đầu bu nhé. Đọt này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha, bốn lóng. Đây, cần dài 3m, thu vào là 89 cm, đọt là 1,3 ly, cân nặng 120 gram, giá là 340 nghìn. Cái số 20 340 nghìn. Số 21 là một cây cần hai khúc, cần hai khúc cùng máy nằm cho mọi người. Đây, bát Fuji, bát Fuji này, cần này đẹp, rất là đẹp luôn này, sơn còn sáng bóng luôn này. Cần này cứng 30, dài 2m1 nhé, cứng 30, dài 2m1. Ok, cần này dài 2m1, thu vào 1m1, đọt là 2 ly, cân nặng 180 gram, giá là 440 nghìn. 21 440. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng điện thoại trực tiếp số điện thoại bán hàng giúp mình là số 0786 55 55.
chính chính nha mọi người. Mọi người mua hàng thì vui lòng kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giúp mình. Mọi thắc mắc hay là bay sốc hay là bể vỡ gì trong quá trình vận chuyển thì mọi người vui lòng là liên hệ với bên mình trước khi nhận hàng để giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng mà các bạn cứ không chịu xem hàng rồi cứ nhận hàng rồi cứ báo mình là bị này bị kia, mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.